Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục điểm tin 24 giờ của chúng tôi. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Sao nữ bị đồn cưới Ngọc Sơn bị động kinh bẩm sinh, mắc bệnh nguy hiểm giống Harry Won. Bên cạnh Phi Nhung, Như Quỳnh là giọng ca bolero thành công và nổi tiếng nhất trong giai đoạn năm 1975, đỉnh cao là những năm 1990. Nhờ sở hữu giọng hát thiên phú và vẻ ngoài xinh đẹp động lòng người, Như Quỳnh đã khiến cho khán giả cảm thấy say đắm và si mê, xếp cô vào hạng tuyệt sắc giai nhân khi đó. Nhận xét về nữ danh ca, thời báo nhạc xưa không tiếc lời ca ngợi. Có thể nói, Như Quỳnh hội tụ đầy đủ các yếu tố để trở thành một ngôi sao. Cô đã thật sự bước ra được đầy danh vọng khi một sự nghiệp âm nhạc đỉnh cao. Nếu chỉ nói riêng cho dòng nhạc vàng hải ngoại sau năm 1975, Như Quỳnh là nữ ca sĩ thành công nhất. Hồi cuối năm 2018, dư luận xôn xao trước tin đồn Ngọc Sơn sắp cưới Nhiều Quỳnh. loạt ảnh nữ danh ca thân mật với ông Hoàng Nhật Sến trong biệt thự càng khiến cho dư luận tin rằng đây chính là sự thật. Tuy nhiên, ông Hoàng Nhật Sến sau đó lại lên tiếng khẳng định rằng bản thân không có thời gian nghỉ ngơi, làm gì có chuyện đám cưới với Nhiều Quỳnh. Anh cho biết Ngọc Sơn xin cảm ơn đại gia đình yêu dấu luôn có tình cảm đặc biệt dành cho mình. Chắc là mọi người cảm thấy Ngọc Sơn và Như Quỳnh xứng đôi nên vui vẻ gán ghép như vậy. Cả nhà ơi, chuyện này không có đâu. Hơn 20 năm gắn bó với nghiệp cầm mic, tên tuổi của Như Quỳnh vẫn luôn giữ được sức hút riêng đối với khán giả. Thế nhưng những năm trở lại đây, nữ danh ca không ít lần bị nhận xét là mất giọng và xuống sắc. Người thì nói cô phẫu thuật thẩm mỹ quá đà, kẻ thì đồn. Nữ ca sĩ vì có lối sống không lành mạnh, thường xuyên uống rượu hút thuốc lá mà ngoại hình và giọng hát xuống dốc. Em trai của Như Quỳnh là ca sĩ Tường Khuê lần đầu tiết lộ về tình hình sức khỏe của chị gái. Anh cho biết, Như Quỳnh từ khi mới sinh đã rất khó nuôi, sức khỏe rất yếu và không ổn định. Nữ ca sĩ từng bị sốt xuất huyết nguy hiểm tới tính mạng. Bản thân của Như Quỳnh cũng chưa từng giấu giếm về bệnh tật. Cô thừa nhận mắc chứng mất ngủ kinh niên suốt hơn 20 năm qua. Nhiều khi đến địa điểm diễn, tôi chỉ có 2 tiếng để nghỉ ngơi trước khi lên sân khấu, nhưng vẫn phải cố gắng chập mắt để có sức và đảm bảo là không bị khang tiếng, như Quỳnh tâm sự. Trấn Thành còn từng lên tiếng xác nhận như Quỳnh mắc căn bệnh tụt canxi vô cùng nguy hiểm, rất giống với bà xã Harry Won. Anh xót xa cho đàn chị, có một số lần như Quỳnh hát live, gặp vấn đề do dạo này bị chứng mất ngủ, uống thuốc ngủ quá nhiều nên thanh quản không được tốt. Mỗi lần bị stress, tụt canxi là chỉ Quỳnh lại bị giật động kinh, phải sử dụng thuốc nhiều về căn bệnh tụt canxi trong một game show truyền hình trấn thành cho biết vợ anh là harry wong và nam em đều mắc phải căn bệnh này với những ai bị mắc chứng bệnh này sức khỏe sẽ rất yếu nhiều khi sẽ bị ngất hoặc lên cơn nếu căng thẳng hoặc bị mắc vấn đề tâm lý đáng chú ý hơn em ruột của như quỳnh còn kể lại cách đây khoảng tám chín năm chị quỳnh bị kiệt sức vì chú tâm vào công việc có mấy lần ra sân bay để lưu diễn chị bị ngất rồi phải chuyển vào viện cấp cứu bác sĩ chẩn đoán bị động kinh Thực ra bệnh này chỉ tôi mắc từ nhỏ, nhưng vì cuộc sống quá căng thẳng nên mới dẫn đến tình trạng như vậy. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin tiếp theo. Xúc động lời nhắn gửi cuối cùng chỉ tài dành cho Hoài Linh. Tôi muốn gửi những tâm sự này lên Youtube để Hoài Linh sau này nghe được. Hoài Linh nghe được thì sẽ hiểu lòng tôi, chỉ tài nói. Và qua nghệ sĩ chỉ tài đã qua đời đột ngột vì một cơn đột quỵ khiến ai cũng bàng hoàng. Trước khi mắt, anh vẫn đang ghi hình cho tách show riêng của mình mang tên Chỉ Tài Lên Mây, còn nhiều tập chưa lên sóng. Các đế giờ, trên kênh youtube của chương trình đã đăng tải một đoạn clip ghi lại một cảnh chưa phát sóng, trong đó Chỉ Tài gửi lời chúc cuối cùng dành cho Hoài Linh khiến khán giả vô cùng xúc động. Anh nói, tôi muốn gửi những tâm sự này lên youtube để Hoài Linh sau này nghe được. Hoài Linh nghe được thì sẽ hiểu lòng tôi. Bình thường tôi rất ít nói chuyện, cũng ít hỏi thăm điện thoại với Hoài Linh lắm. Đơn giản vì tôi nghĩ một người tốt như Hoài Linh thì lúc nào cũng khỏe, may mắn rồi. Nói rồi Chí Tài bắt đầu chúc Hoài Linh một cách đầy dí dẫm. Cách đây vài bữa, anh cũng nhắn tin cho em đó Linh. Anh nhắn hỏi anh em mình bắt đầu làm việc từ năm nào. Anh không gọi điện vì biết là em ít khi nào bắt máy lắm nên mới nhắn qua Viber. Anh mừng quá khi thấy em nhắn tin lại là năm 1997-1998. Anh mừng vì không ngờ em có thời gian nhắn tin trả lời anh. Thế thế nên anh nhắn tiếp em khỏe không? Tính thăm nóng lại tình cảm của anh em mà tới giờ không thấy trả lời. Anh chúc em trong mùa dịch này vẫn hoạt động đều, nhưng không cần làm nhiều, tuổi của em và anh bây giờ cũng lớn rồi. Ước mơ lớn nhất trong cuộc đời em trước giờ là có cơ ngơi nhà thờ tổ để em thờ tổ nghiệp và những vị thánh bên hội tâm linh của em thì giờ em đã được rồi. Anh chúc em lúc nào cũng khỏe và không bao giờ mệt mỏi trên con đường nghệ thuật của mình. Chúc Hoài Linh xong, chỉ tài giải thích với khán giả về chuyện Hoài Linh không nhắn tin lại cho mình. Anh nói, đó là lý do vì sao tôi và Hoài Linh không bao giờ dẫn nhau. Bản thân mình phải hiểu người em mình có tình cảm dành cho mình như thế nào chứ đừng nghe lời ra tiếng vào rồi nghi ngờ em mình. Đôi khi tôi cũng nghe lời người khác nói xấu Hoài Linh, họ bảo ông Linh nói thế này, nói thế kia. Ngay lập tức tôi phải gọi lại ngay cho Hoài Linh để tìm hiểu xem chuyện đó đúng hay không. Tôi không có kiểu nghe lời người khác nói xấu bạn mình, xong cũng túm lại nói xấu theo kiểu tôi có ông bạn gọi không nghe, nhắn tin không trả lời, làm như vậy là sai, không nên làm thế mỗi khi nghe ai nói bất cứ điều gì về bản mình, mình cũng phải tìm hiểu, tìm tới tận bản mình để mặt đối mặt. Có như vậy sống mới vui được. Nếu trong lòng cứ canh cánh là bản mình sống thế này, sống thế kia mà không chịu tìm hiểu, thì chẳng khác nào tự mình bỏ thuốc độc cho mình chết. Quan trọng nhất là để một tên bạn lâu bền là phải tin tưởng nhau, nhưng cũng phải đối mặt, chứ không thể giữ mọi chuyện trong lòng. Và ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin tiếp theo. Bài sáng nghệ sĩ trí tài tiêu tụy và gầy đi thấy rõ sau khi lo tang lễ cho chồng, người thân vay quanh để an ủi. Sau khi chỉ tài qua đời, vợ anh, nữ ca sĩ Phương Loan chịu cú sốc vô cùng lớn. Xa nhau nhiều tháng vì cản trở dịch bệnh, chỉ tài không thể quay trở về Mỹ đoàn tụ với vợ. Không ngờ chuyến này anh đi mãi mãi, lúc trở về chỉ còn là thi hài lạnh lẽo. Đã hơn 2 tuần kể từ khi ngày cố người sĩ trí tài qua đời đột ngột, Tuy nhiên, những kỷ niệm cố anh vẫn còn được khán giả nhắc đến liên tục trên các trang mạng xã hội. Trong đó, cuộc sống của các sĩ Phương Loan, bà già cố người rì trí thầy khiến nhiều người phải quan tâm hơn cả, bởi nỗi mắt mắt quá lớn này đã khiến cô suy rụp rất nhiều. Mới đây, bức ảnh ca sĩ Phương Loan ăn tối cùng một số người bạn tại nhà riêng được đăng tải, vậy nhưng khán giả vẫn không khỏi xót xa khi cô trở nên tiều tụy, gây sọp đi thấy rõ. Được biết, hiện ca sĩ Phương Loan đã ổn định tinh thần và quay lại với nhịp sống bình thường. Vào lễ Giáng sinh vừa qua, cô cùng tới nhà thờ để hát cầu nguyện cùng ca đoàn. Xong vẻ mệt mỏi và nỗi buồn vẫn hiện rõ trên gương mặt khiến ai cũng thấy cảm thương. Vào ngày Giáng sinh vừa qua, cô cũng tới nhà thờ để hát cầu nguyện, dù đã trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẻ mệt mỏi vẫn lộ rõ. Vợ chỉ tài tâm sự, sau khi tro cốt của anh Yên nghỉ tại Nghệ Trang Mộ Thánh holy, chị sẽ thường xuyên qua thăm anh, Phương Loan sẽ nấu những món ăn chồng thích vì anh tài thích đồ ăn của bé heo nấu lắm. Chị nhớ lại mỗi lần anh đi diễn về là chị lại nấu đồ ăn cho anh, hai vợ chồng đạp xe quanh nhà rất vui vẻ. Anh Tài xa bé heo lâu lắm rồi, giờ anh ấy sẽ không đi đâu nữa. Anh sẽ mãi mãi ở bên chị trong ngôi nhà này. Bây giờ hai vợ chồng chị sẽ không ai xa nhau nữa hết, chị Phương Loan nói trong nước mắt. Từ 20 năm nay, vì đam mê và công việc riêng của mỗi người mà vợ chồng chị Tài cách xa nhau nửa vòng trái đất. Mỗi lần đi diễn ở đâu là anh đều mua cho chị một con heo. Giờ đây căn nhà của họ ngập tràn những kỷ vật anh để lại nên chị nghĩ chị sẽ không sống nổi. Nhưng chị tin anh sẽ luôn hiện diện trong ngôi nhà máp che chở cho chị.